Chào cả nhà đang xem kênh Yunji TV Cuộc Sống Hàn Quốc nha. Hôm nay hai mẹ con chuẩn bị đi lại bà ngoại mà Minh quậy quá cả nhà ơi. Minh không chịu đi nè, Minh đòi ở nhà với bà nội, Minh quậy quá à. Đi nha. Đi đi hái dưa hấu cho Minh nha. Minh đòi đi hái dưa hấu cả nhà. Đi ha. Đi. Đi hái dưa hấu ha. Để ơi. Rồi Minh cả nhà mình cùng đi với em đi ra vườn dưa hấu hái dưa hấu cho Minh ngay đi cả nhà ơi. Minh quạo quá, Minh đòi đi hái dưa hấu rồi. Bây giờ Minh đòi đi hái dưa hấu rồi nên hai mẹ con đi hái dưa hấu cô chú ơi. Minh bữa hổm hái được trái dưa hấu rồi, Minh khoái quá à. Minh đòi đi hái dưa hấu suốt à. Dưa hấu ở đâu đâu Minh? Ờ đi ở đâu? Minh đi chỉ mẹ đi. Dưa hấu ở đâu? Ờ tomato, cái cà chua đó nó gãy rồi, thôi đi hái dưa hấu đi gì vậy? Đi nhanh lên đi hái dưa hấu đi. Hái trái ha, Minh hái đi. Nè. À cái trái này nè, cái chín nè. À, Minh hái trái chín đi. Trái chín ở dưới kìa, ở dưới đây kìa. Đó. Wow, Minh hái đi nghe. Đây cho mẹ cầm cho. Minh hái nữa đi. Dở quá vậy. À đưa cho mẹ cầm cho. Á, à, rớt rồi. Hư rồi Minh à. Trời ơi, đi anh kia hái rồi đó hả? Ừ, đi lụm cụm giống ông già không? Bỏ đi Minh à, trái đó rụng rồi, bỏ đi con. Bỏ đi. Bỏ đi. Ẹ lắm. Ừ, hái đi con, hái cho chín kìa. Hái cho chín kìa, đó, cho chín đó. Đó. Ừ, đi hái cho chín đó, đi đi. Đi hái cho chín nha. Thôi đi Minh ơi. Trời ơi, Minh hái gì mà rụng hết trơn rồi Minh ơi. Đây cho mẹ cầm cho, đi nhanh lên đi, đi vô. Rồi đi, đi hái dưa hấu ở đâu, chỉ cô chú đi hái dưa hấu đi. Ờ, rồi, rồi đi, đi nè. Đó, 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 mùa chí rồi đó. Wow, tới vườn dưa hấu rồi cô chú ơi. Wow, dưa hấu nè. Để mẹ coi coi chín không nha. Cái này chưa chín đâu Minh, đi lại xích đằng kia kìa Minh. Ở đằng đá này lại coi coi lại. Đi lên Minh này. Để mẹ coi có cái trái nào chín không. Để mẹ coi thử. Ờ chưa chín đâu Minh ơi, để mẹ coi có trái nào chín không mẹ thái. Chín mẹ hai chưa. Chưa chín luôn. Hôm nay thì coi đi mẹ coi coi có chín không nha. Chưa chín luôn Minh ơi, đây hai trái nào đây mẹ coi coi. Không được rồi Minh. Lại đây mẹ hái cho trái bự đi, trái bự đằng này nè, nó kêu nè. Trái bự đây, đây đây đây. Để đây mẹ hái nha. Đây đây hai trái nè cô chú ơi. Hai hai, hai trái, hai hái một trái. Hai trái mình hái một trái thôi. Cái này chín, cái này chưa chín hung nữa. Tại nó chưa có vàng nè, cái này phải vàng mới chín nè, cái này cái sọc này nó phải vàng mới chín. Thôi thôi đừng hái. Rồi Minh đòi hái hả? Ồ, thôi để mẹ kiếm trái nào đó mẹ hái cho Minh nha. Ừ, để mẹ hái cho Minh. Đây mẹ hai cái nhà chín nó mới hái được Minh ơi. Ờ trái này chín nè Minh. Cái này chín nè Minh ơi, để hái đi nha. Ừ, rồi hái rồi. Ây da da. Wow, hái được trái dưa hấu rồi nè. Wow, đây mẹ đi rửa cho. Rồi hái cho Minh ôm đi. Ôm đi vô nhà rửa nha, cầm cho chắc nha. Rồi đó. Minh được trái dưa hấu rồi, đi vô. Nổi không? Ừ, cầm nổi không? Minh đòi cầm ha. Rồi đi đi. Đây mẹ cầm cho ha. Đây cho mẹ đây. Đây mẹ cầm cho. Đây mẹ cầm cho. Ừ, quả dữ. Ừ, rồi đi, đi vô. Đi mẹ cầm cho. Đây mẹ cầm vô, vô xe mẹ đưa. Đây mẹ cầm cho, Minh đi trước, đó té bây giờ nè. Đây mẹ cầm cho. Cầm. Trời ơi, đòi cầm hơn nữa nè. Đó. Mình nắm cái cùi mình cầm gì đó. Giờ đi lại đem cho bà ngoại ăn nha. Chừng nào có trái chín bự nữa cái mình hái vô cho. Ờ à, hái vô cho bà nội. Cái này trời ơi đồ cầm. Ờ à, cầm đàng hoàng nha. Trời ơi. Quá trời. Ồ, đi đi. Ồ, vác dưa hấu đi dữ rồi cô chú ơi, hấu giỏi quá. Quá giỏi vậy. Ừ. Ừ, để mẹ dở mở cửa em cho Minh đi ra nha. Ồ, mở cửa em cho Minh ra. Rồi, Minh đi ra đi.
Ừ, đem lên xe đi. Ừ, đem lên xe, mình dở quá. Ừ, mình chèo lên xe đi. Rồi, mình được chiếc dưa hấu lên xe rồi. Ừ, rồi lên xe rồi đó. Bây giờ chạy lại bà ngoại nha. Ôi ôi, để dưới đất đi không chịu rồi, mình đòi ôm đó, mình ôm gì đó. Bây giờ chạy lên ngoài nha mình. Ừ, đem lại cho bà ngoại ăn. Ngon dữ rồi. Và đã quá ha mình, có chơi dưa hấu đã quá ha mình. Mình thấy quá, mình ôm suốt luôn rồi nè. À, đi lên bà ngoại nha. Đi lên bà ngoại nha Min. Min ơi, đi lên bà ngoại không? Đi không? Đem. Đi ha. Đem. Đi lên bà ngoại ha. Đi được bà ơi. Ừ, đi lên bà ngoại. Rồi. Hồi nãy trên đường đi mẹ chồng có dặn ghé lại chỗ mà chỗ người già người ta chơi á. Người ta có cho thùng khoai tây á, bây giờ mình chạy lên đó đi lấy thùng khoai tây trở lại đằng mẹ cho mẹ ăn nữa. Mẹ chồng em thương cha mẹ chồng, ba mẹ chồng em thương cha mẹ ruột lắm. Có gì ăn hay là đào hay là hái được gì, có được củ khoai hay là có được cái gì cũng kêu chia cho ông bà xui, đem lại cho ông bà xui dưới hết trơn. Tối ngày cứ sợ em không mua đồ ăn cho cha mẹ ruột em á, cứ dặn mua gì thì phải nhớ mua cho ba mẹ ăn chứ. Con cá lóc ở đâu? Có con cá lóc đâu mà nó cá lóc bự quá. Tới nè mọi người. Ở đây là cái chỗ bên hàng á, chỗ nào người ta cũng xây chỗ dành cho những người già, người ta lại đây người ta chơi nè. Bây giờ đi lại bà ngoại rồi. Bây giờ lấy xong hết đó. Đây nè, ở bên đây mấy cô cho mấy bà. Mấy bà cho được khoai tây nè. Khoai tây đỏ với khoai tây trắng để nữa đem lại nhà bà ngoại luộc cho Min ăn nha. Đâu có Huy đâu, khoai tây nè, cái này có này nè. Cucuma. Ừ, củ khoai tây mà nó khoai lang đó. Thôi đi nha. Đi nha, đi lên bà ngoại về xong hết đó đi lên bà ngoại nha. Đi qua đây nè. Ra đằng trước ngồi với mẹ nè. Ừ, ra đằng trước đây ngồi. Ra đằng trước ngồi đi. Cái đó ăn không có được đâu nghe. Đi lên bà ngoại luộc cho ăn. Đừng có chèo lên gì, chèo lên gì hư cái dưa hấu sao? Dưa hấu ai già sao? Rồi mình đi lên bà ngoại nha. Đi lên bà ngoại đi cô chú ơi. Đi vô, bây giờ mày gọt dưa hấu cho Min ăn. Đi. Thôi đừng có bắt nó Min ơi. Nó ngủ rồi, đi vô. Tối rồi. Xẻ được cái dưa hấu đỏ quá trời luôn cả nhà. Cho Min ăn, Min khoái lắm. Để mẹ lấy cái gì mẹ đựng cho Min ăn nha. Ngon không Min? Ngon không? Ăn dữ vậy trời. Ăn không nói gì chứ, ăn ngon không? Nó ngon quá mẹ nghe coi. Ngon quá. Để mẹ lấy cái khăn mẹ lau cái miệng cho Min nha. Lau cái miệng đi, lau cái miệng đi. Rồi, còn múc dưa hấu ăn đi. Múc được không? Múc dở dữ ta. Dở dữ gì? Mình ăn dưa hấu ngon quá cả nhà. Vừa vô là đòi chẻ dưa hấu ăn liền à. Mọi khi vô là đi vô kiếm bà ngoại, bữa nay có trái dưa hấu rồi không thèm kiếm bà ngoại luôn. Ăn dưa hấu luôn. Chẻ nửa trái cho Min ăn, còn nửa trái chưa chừa anh hai đi học về anh hai ăn. Nói vậy chẻ cho ông bà ngoại ăn thử mà ông bà ngoại không chịu ăn, ông bà ngoại nói dưa hấu còn nè. Em cũng có mua dưa hấu ngoài chợ nè, mua hai trái bự cho bá luôn. Mà tại thích nó biết dưa hấu của mình có đó, nên cái nó đòi mua nè, còn nửa trái để đây chừa cho anh hai. Để nữa anh hai đi học về anh hai ăn. Đó, ăn ngồi ăn thấy thương không cả nhà. Có ăn là khoái lắm, Min là Min mê ăn lắm. Ai mà dụ cho kẹo hay cho bánh rồi đó là đi theo liền á. Min là Min mê kẹo dữ lắm, tối ngày là ăn kẹo, ăn kẹo. Tiếp chưa? Min sáng hơn Min đâu quá. Đâu có điện thoại đâu mà bắt bò. Để hồi mẹ lấy điện thoại của Min vô.
Điện thoại Min mày để ngoài xe á. Đòi bắt con bò, lấy điện thoại tới ngày đòi bắt con bò. Đó, rồi Min ăn đi. Có ăn là không chịu đi. Cả nhà thấy mà điếc chưa, có ăn là không chịu đi á. Ngon dữ không? Được khi con bò. Con bò. Có điện thoại đâu mà bắt con bò. Để hồi nữa mẹ đi ra xe mẹ lấy điện thoại cho. Hai mẹ con em xin kết thúc video ở đây nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà mình đã theo dõi cũng như ủng hộ kênh cho gia đình em trong suốt thời gian qua. Mọi người yêu thương gia đình thì cho em xin một like, một lượt đăng ký kênh cũng như chia sẻ kênh ủng hộ cho gia đình em với nha cả nhà. Tạm biệt cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà mình ở những video sau nha.